Mới đây, Volkswagen Việt Nam đã chính thức ra mắt mẫu xe Virtus hoàn toàn mới, chiếc sedan Đức tầm 1 tỷ duy nhất trong phân khúc. Ngoại hình của Volkswagen Virtus kế thừa những chuẩn mực từ kiểu dáng thon dài sang trọng của sedan, phối cùng vẻ thể thao năng động của thiết kế đèn LED và các đường gân 3D. Các đường viền mạ trom vươn ngang mạnh mẽ, tạo sự kết nối các chi tiết ở phần đầu xe, mang đến cho Virtus một diện mạo khác biệt. Chính giữa lưới tản nhiệt là logo VW nối dài với đèn pha và đèn ban ngày LED có chức năng tự động bật tắt, điều chỉnh khoảng sáng. Ở phương ngang, dễ thấy các đường gân nổi bật chạy dài dọc thân xe, giúp tăng tính khí động học. Cụm đèn sau LED thiết kế cá tính, phút cạnh sang hai bên với màu sắc truyền tông. Xe có các kết nối không dây như App Connect, Bluetooth, sạc điện thoại. Màn hình giải trí là loại cảm ứng 10 inch. Các thông tin lái xe được hiển thị qua đồng hồ trung tâm Digital Cockpit 8 inch. Hệ thống điều hòa tự động Climatronic điều khiển cảm ứng có bộ lọc không khí, hệ thống âm thanh 8 loa. Vô lăng thể thao bọc da, thiết kế D-Cut tích hợp nhiều nút điều khiển, cùng với lẫy sang số và chức năng Cruise Control. Xe còn được trang bị cửa sổ trời chỉnh điện, khoang hành lý ở mức 521 lít. Virtus được trang bị động cơ 1.0 TSI, tạo ra công suất 115 mã lực tại 5.500 vòng trên phút và moment xoắn 178 Nm tại 1.750 đến 4.500 vòng trên phút, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Virtus cũng được trang bị các tính năng an toàn đáng chú ý như cân bằng điện tử, chống trượt khi tăng tốc, hỗ trợ trả lái thông minh, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ đổ xe phía sau kết hợp với camera lùi, hay khóa V-Sai điện tử cùng nhiều tính năng tiêu chuẩn khác. Volkswagen Virtus có giá bán từ 949 triệu đồng đến 1 tỷ 069 triệu đồng tùy phiên bản. Với mục tiêu mang đến sự hỗ trợ cho khách hàng, đồng thời tri ân sự tin tưởng và ủng hộ của người tiêu dùng trong thời gian qua, MG Việt Nam mang đến chương trình khuyến mãi trong tháng 3 năm 2023. Theo đó, trong tháng 3 năm 2023, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ khi mua dòng sản phẩm MG5. Cụ thể, MG5 phiên bản STD có giá bán 523 triệu đồng, bản Lux có giá 588 triệu đồng. Cả hai phiên bản đều được áp dụng chương trình khuyến mãi hỗ trợ 50% phí trước bạ trong tháng 3 năm 2023. Kể từ khi ra mắt, All-New MG5 đã thu hút sự chú ý của khách hàng với ngoại hình mang phong cách Coupe. Dựa trên ngôn ngữ thiết kế Brick Dynamic, về nội thất, All-New MG5 còn gây ấn tượng với thiết kế nội thất rộng rãi và thể thao. Vô lăng đa chức năng tích hợp điều chỉnh 3 chế độ lái, ghế lái thể thao chỉnh điện 6 hướng ôm vào người lái, cửa sổ trời, màn hình giải trí 10 inch Full HD, kết nối với Apple CarPlay và Android Auto. Ở phương diện vận hành, sức mạnh của chiếc xe đến từ khối động cơ 1.5 lít, sản sinh ra công suất cực đại 112 mã lực với moment xoắn cực đại 150 Nm tại 4.500 vòng trên phút. Hộp số vô cấp CVT giả lập 8 cấp, bên cạnh đó MG5 còn được tích hợp hơn 20 tính năng an toàn chủ động và bị động. Ngoài chương trình ưu đãi cho xe All-New MG5 trong tháng 3, khách hàng cũng nhận được gói quà tặng đặc biệt khi mua bất kỳ phiên bản xe nào mang thương hiệu MG. Cụ thể, gói quà tặng bao gồm 5 năm bảo hành không giới hạn số km, 5 năm dịch vụ cứu hộ MG Care 24/7. Trong tháng 3 và tháng 4 năm 2023, Mercedes-Benz Việt Nam giới thiệu chương trình ưu đãi, quà tặng đặc quyền với gói bảo hiểm ô tô Mercedes-Benz Insurance 2 năm dành cho khách hàng mua xe mới. Từ ngày nay đến 30 tháng 4 năm 2023, khách hàng mua mới các mẫu xe của Mercedes-Benz, bao gồm các dòng xe lắp ráp trong nước lẫn các mẫu xe nhập nguyên chiếc, sẽ được nhận gói quà tặng 2 năm bảo hiểm ô tô Mercedes-Benz Insurance có giá trị cao nhất lên đến 150 triệu đồng. Tuy nhiên, chương trình không áp dụng cho các dòng Mercedes Maybach, G63, EQS và xe van. Bảo hiểm Mercedes-Benz Insurance là gói bảo hiểm được Mercedes-Benz thiết kế riêng cho các sản phẩm chính hãng của thương hiệu, mang tới những đặc quyền bảo vệ cùng chế độ dịch vụ chuyên nghiệp, linh hoạt và toàn diện cho khách hàng. Gói bảo hiểm 2 năm có giá trị cao nhất lên đến 150 triệu đồng, tùy từng dòng xe là tiêu điểm chính của chương trình quà tặng đặc quyền. Gói Mercedes-Benz Insurance bao gồm một số ưu điểm như sửa chữa thay thế phụ tùng chính hãng tại các xưởng dịch vụ Mercedes-Benz Việt Nam ủy quyền trên toàn quốc, không trừ khấu hao thay mới, hỗ trợ chi phí cẩu kéo đến xưởng dịch vụ ủy quyền của Mercedes-Benz gần nhất, bảo hiểm ngập nước, miễn phí chi phí đi lại,
Tổn thất dưới 50 triệu đồng sẽ được duyệt giá trong vòng 2 tiếng. So với các gói bảo hiểm ô tô thông thường khác trên thị trường, gói bảo hiểm Mercedes-Benz Insurance có phạm vi bảo hiểm liên tục được mở rộng, quyền lợi và mức trách nhiệm bồi thường cao, quy trình bồi thường nhanh chóng. Chương trình được áp dụng cho hầu hết các mẫu xe hiện có trong danh mục sản phẩm của Mercedes-Benz Việt Nam, là cơ hội thích hợp để khách hàng bắt đầu hành trình đồng hành cùng thương hiệu ngôi sao ba cánh.